tối thui hay ở một mình trong không gian vắng lặng vào buổi đêm. Tôi có bao giờ trải qua cảm giác này chưa? Xin tư vấn cho con cách để vượt qua. Đây là một câu hỏi thú vị, bởi vì hầu hết trong chúng ta đấy, không sợ cái này cũng sợ cái kia. Và cái sợ ma này thì có lẽ là cái số người cũng không có hiếm. Nó như thế này, hầu hết ấy, chúng sanh sống nhờ vào sự tưởng tượng. Chúng ta tưởng tượng rất là nhiều, chính bởi vì sự tưởng tượng cho nên chúng ta đau khổ. Chứ còn có khi ấy, thực tế nó không tới mức độ như vậy. Ví dụ như khi chúng ta đi ngang một cái đoạn đường vắng, và do chúng ta đã từng xem những cái phim ma hoặc từng xem những cái chuyện ma, thì bắt đầu chúng ta tưởng tượng là có một ai đó hoặc là có một cái sinh vật nào đó theo dõi mình, rình rập mình, bước ở đằng sau mình, và họ đang núp ở trong bóng tối, thì tự nhiên khi đó chúng ta hoảng sợ. Hoặc là khi chúng ta ở trong một cái chỗ tối và chúng ta tưởng tượng ra những cái hình ảnh đáng sợ, những cái suy nghĩ đáng sợ, và chính những cái đó nó làm khổ mình. Còn thực tế thì có khi nó không có như vậy. Do đó trong cái bài kinh đầu tiên của Trung Bộ Kinh, kinh gốc rễ của tất cả các pháp đưa đến thần kiến, thì Đức Phật nói rõ do chúng sanh sống nhờ vào sự tưởng tượng cho nên cái thấy của họ không có đúng như sự thật. Do vậy đó, quý vị có đau khổ, quý vị có sợ ma, hoặc là quý vị có sợ cái này sợ cái kia, sợ những cái mà mình không có thực sự thấy, thì đa phần là do chúng ta tưởng tượng mà ra. Thành thử cái cách để giải quyết nó có nhiều vấn đề. Nếu như mà cái tâm lực của chúng ta mạnh ấy, chúng ta chỉ cần nhận thức rõ đấy, đó là đây hoàn toàn là sự tưởng tượng mà ra. Và sư đề nghị quý vị thực hành tứ niệm xứ. Bởi vì khi thực hành tứ niệm xứ, quý vị sẽ thực hành một cái việc, đó là tập nhìn thấy đúng sự thật, nhìn các pháp như sự thật và không chạy theo sự tưởng tượng. Thì chính nhờ như vậy đó, quý vị sẽ không bị cái sự tưởng tượng đó nó làm khổ quý vị. Nhưng mà không phải mà chờ đến lúc nước tới chân mới nhảy, hoặc chờ đến lúc khát nước mới bắt đầu đi đào giếng, thì như vậy nó hơi trễ. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta không cần phải thực hành. Quý vị nên thực hành thường xuyên, nên thực hành một cách chuyên cần, một cách chăm chú, thì sau một khoảng thời gian đó, cái tâm của quý vị nó sẽ vững và cái trí của quý vị nó sẽ sáng. Nhờ như vậy đó, chúng ta có thể nhìn các pháp đúng như sự thật của nó. Như vậy chúng ta sẽ không có tưởng tượng và không bị đau khổ bởi sự tưởng tượng. Tuy nhiên, trước khi mà chúng ta có được những cái sự thành tựu nho nhỏ ở trong thiền quán, đương nhiên cái thành tựu mà sư nói ở đây không phải là sự thành tựu của việc chứng đắc một cái gì ha, thì trước đó chúng ta nên có một vài cái gọi là cái pháp để phòng thân. Thứ nhất là như thế này, quý vị nên tu tập đề mục và tùy niệm Phật, tức là nghĩ đến ân đức của Đức Thế Tôn. Có hai câu mà quý vị có thể học ha. Thứ nhất á, là Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Và thứ hai đó là bà Itibiso. Quý vị hoàn toàn có thể tìm thấy ở trên YouTube. Tại vì có khi mà sư nói ở trên mạng, quý vị tìm thì quý vị không có biết rõ là cái câu đó tụng như thế nào. À, đây.
Đó. Đây nè. Để quý vị gõ cái câu đó, có thể nếu mà ai không có thấy kịp á thì bấm ngưng, tạm ngưng ha. Đây nè. Đấy, quý vị bấm rồi quý vị chọn vào ha, quý vị chọn vào. Rồi quý vị nghe. Nghe thường, nghe để thuộc luôn cái câu đó đó. Nghe để thuộc luôn á. Và sau khi thuộc rồi quý vị tụng và quý vị nhớ. À. Cái thứ hai là cái câu là iti và itibiso. Đây. Đấy. Ở trên thì ở dưới đều được. Đấy. Đây, bài nào cũng được ha, cái nào cũng được ha. Ở đây thì có chữ nè, có chữ Itibiso Pakawa Arahant Sammasambuddho nè, đây có chữ nè, thì quý vị sẽ dễ học. Khi mà quý vị học thuộc ấy thì chúng ta tụng. Tại vì cái người mà sợ ma đấy, cái người sợ ma đấy thì thường là họ bị họ thiên về cái đức tin nhiều hơn là cái trí. Cái tánh của họ đó thì họ thiên về đức tin nhiều hơn là trí. Cho nên sư không sư cảm thấy là không, chưa cần phải phân tích quá nhiều. Học thuộc một trong hai bài đó. Và cái tiêu chuẩn gì, cái tiêu chuẩn gì mà sư đặt ra một cái tiêu chuẩn cho quý vị như thế này, đó là quý vị thường xuyên đọc tụng cho đến cái mức á, mà trong giấc mơ mà chúng ta có thể mơ thấy ma đó, chúng ta vẫn có thể nhớ, chúng ta tụng được. Nương nhờ vào ân đức của Đức Phật. Nương nhờ vào ân đức của Đức Phật. Thì quý vị sẽ nhờ cái đức tin ấy, chúng ta sẽ không có sợ hãi. Bởi vì trong kinh Đầu Ngọn Cờ, Đức Phật nói như thế này. Khi mà chúng ta nương nhờ vào một vị thần nào đó, nương nhờ vào một vị trời nào đó, nương nhờ vào một đối tượng nào đó, thì có khi chúng ta sẽ hết sợ, nhưng có khi chúng ta vẫn còn sợ. Nhưng mà khi chúng ta nương nhờ vào Tam Bảo ấy, thì do Tam Bảo không còn những cái cấu uế, không còn những ô nhiễm nữa, cho nên khi nương nhờ vào Tam Bảo chúng ta không còn sợ hãi. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Thế Tôn không còn sợ hãi. Giáo pháp của Đức Thế Tôn đưa đến sự chấm dứt sợ hãi. Và tăng đoàn của Đức Thế Tôn là những vị đã chấm dứt sợ hãi hoặc trên đường đi đến sự chấm dứt sợ hãi. Và Niết Bàn là nơi không còn sợ hãi nữa. Do đó, việc tùy niệm ân đức của Tam Bảo nó sẽ giúp cho chúng ta vượt thoát được những sự sợ hãi. Đó là sư chỉ cho quý vị cái cách thứ hai. Còn cái cách thứ ba đó là chúng ta sử dụng cái từ tâm. Bởi vì như thế này, chúng ta quán tưởng ấy, suy nghĩ là thực sự mà nói đó, cái mà chúng ta gọi là ma đấy, nó không đáng sợ như là chúng ta tưởng tượng. Chính bởi vì chúng ta tưởng tượng cho nên nó mới đáng sợ, chứ thực sự nó không đáng sợ tới như vậy. Bởi vì nếu như nó thật sự đáng sợ đấy thì chúng ta chết lâu rồi, chứ chúng ta không còn sống nữa đâu. Do đó đấy, cái sự thật ấy, thì nó không đáng sợ đến như vậy. Và trong Kinh Tạng, Đức Thế Tôn có nói như thế này. Thật khó để mà tìm một chúng sanh nào chưa từng làm cha làm mẹ của mình. Thật khó mà tìm một chúng sanh nào chưa từng làm con ruột của mình. Thật khó để tìm một chúng sanh nào chưa từng làm thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Nhiều đời nhiều kiếp. Do đó, giả sử như sư nói, giả sử như trong trường hợp mà có ma đi, sư giả sử như vậy thì quý vị yên tâm ha, hai chuyện. Thứ nhất là cái hình dáng hoặc là cái sự thật ấy, thì những con ma đó nó không đáng sợ như là chúng ta tưởng tượng đâu. Nó không đáng sợ như là chúng ta xem trong phim ảnh hoặc là trong những cái câu chuyện kinh dị lúc nửa đêm, thì không đáng sợ đến như vậy. Sự thật là không đáng sợ đến như vậy. Cái thứ hai là tất cả những chúng sanh mà có duyên với chúng ta, ngay cả những con ma đó, thì họ đều theo lời dạy của Đức Thế Tôn, thì họ là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Nhờ như vậy đấy, hãy nghĩ đến những người cha, những người mẹ
những người con, những thân bằng quyến thuộc rất là thương mình, họ đang ở xung quanh chúng ta. Do âm dương cách biệt, chúng ta không thể thấy, không thể giao tiếp, nhưng mà họ không thể tránh được một sự thật, đó là họ là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Do đó đấy, hãy nghĩ tưởng đến họ và hãy thương họ. Mong cho những người cha trong nhiều đời nhiều kiếp của tôi được sự yên vui. Mong cho những người mẹ nhiều đời nhiều kiếp của tôi được sự yên vui. Mong cho những người con nhiều đời nhiều kiếp của tôi được sự yên vui. Mong cho thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của tôi được sự yên vui. Tất cả những chúng sanh ở xung quanh đây đều là những người cha, đều là những người mẹ, đều là những người con, đều là thân bằng quyến thuộc của tôi. Do đó, mong cho tất cả thân bằng quyến thuộc của tôi đều được sự yên vui. Và quý vị phải thật sự tin như vậy, quý vị phải thật sự mong muốn như vậy, thì cái sự quán tưởng và cái sự rải tâm từ đó của chúng ta đấy, nó mới có hiệu quả. Và từ đó chúng ta dần dần chúng ta dần dần vượt qua khỏi cái sự tạm gọi là cái sự sợ ma ha,